người trước khi qua đời thường có dấu hiệu này, xem ngay để biết. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, ngay trước lúc chết, con người ta thường có những biểu hiện khá kỳ lạ mà khoa học vẫn chưa thể lý giải. Ví dụ như đang nằm ốm bệt trên giường nhưng đột nhiên tỉnh dậy, trông rất nhanh nhẹn và còn muốn ăn cái gì đó, hay nói một điều gì đó không giống bình thường hoặc yêu cầu được mặc quần áo. Sự mất mát người thân yêu là điều không ai mong muốn. Nếu bạn nhận biết sớm được các dấu hiệu người thân sắp qua đời, bạn sẽ chuẩn bị được không chỉ về mặt tinh thần mà còn những vấn đề hậu sự khác để người thân của bạn ra đi nhẹ nhàng hơn. Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Người trước khi qua đời thường có dấu hiệu này, xem ngay để biết. 1. Mắt không thể phản chiếu hình ảnh. Có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đồng tử mắt như một chiếc gương phản ánh sự vật việc. Vì thế, nếu một người nhìn trong mắt người khác không thấy mình, hoặc khi soi bóng đèn vào mắt không thấy phản ứng gì, đó chính là dấu hiệu người sắp chết. 2. Hơi thở bất thường. Thông thường, người khỏe mạnh bình thường thở ra hơi nóng, nhưng nếu người già thở ra hơi mát, điều này có thể là điểm báo trước của cái chết. Có thể cho người già hà hơi trong lòng bàn tay để cảm nhận. Khó thở cũng là một dấu hiệu báo động đối với người sắp qua đời. Họ có thể trải qua những dao động nhịp thở, bao gồm hơi thở của họ có thể đột ngột thay đổi tốc độ, thở hổn hển hoặc các hơi thở bị ngưng lại. 3. Chất thải của cơ thể có màu trắng. Bình thường, phân có màu hơi vàng hoặc màu vàng. Lúc bị bệnh, phân có thể có màu đen, nhưng khi sắp chết, phân lại biến thành màu trắng. Đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm. 4. Đi tiểu thấy mùi chua đặc. Lúc đi tiểu không người thấy mùi khai mà là mùi vị chua đậm đặc. Điều đó chứng tỏ người này đang cận kề cái chết. 5. Lỗ tai khô héo, thu hẹp. Một người có phần tai to bản, nhưng đến một lúc nào đó lỗ tai trở nên khô héo, thậm chí thu hẹp lại, thì phải hết sức thận trọng. Theo một số quan điểm của Phật giáo, khoảng nửa năm nữa sẽ qua đời. 6. Nhìn thấy sao và trăng giữa ban ngày. Theo yếu tố tâm linh, một số người già có thể nhìn thấy mặt trăng và các ngôi sao giữa ban ngày, lại cảm thấy không chói mắt. Điều này cho thấy con mắt đã mất đi năng lực cảm quang, dấu hiệu cái chết cận kề. 7. Đan điền xuất hiện mụn đỏ ửng bất thường. Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật và dưỡng sinh, dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người. Tại đan điền, nếu xuất hiện mụn đỏ ửng bất thường và rất khó chịu, rất có thể báo hiệu sức khỏe giảm sút mạnh, dẫn tới tử vong. 8. Huyệt dũng tuyền ấn đường đau đớn vô cùng. Khi có hiện tượng huyệt dũng tuyền nằm ở lòng bàn chân và ấn đường đặc biệt đau đớn, giống như là có kim châm, cần phải chú ý vì đau đớn vô duyên vô cớ cũng là một dấu hiệu sắp chết. 9. Các nếp nhăn trên trán sưng lên đột ngột. Bình thường trán không sưng và cao gần như khuôn mặt, nhưng xuất hiện sưng lên cực hạn, trán nhô hẳn ra phía trước, các nếp nhăn sưng tấy thì cần phải hết sức chú ý. Nhất định phải chú ý đi khám sớm trước khi quá muộn. 10. Giảm nhiệt độ cơ thể. Một trong những dấu hiệu sắp chết là giảm thân nhiệt nhanh. Trong những ngày trước khi một người qua đời
hệ tuần hoàn sẽ bắt đầu giảm để máu tập trung đi vào các cơ quan nội tạng. Điều này có nghĩa là sẽ có ít lượng máu đến vùng tay, chân hoặc bàn chân hơn, làm xuất hiện tình trạng lạnh tay chân. Khi tình trạng giảm lưu thông máu xảy ra sẽ khiến da lạnh hơn bình thường, có thể trông nhợt nhạt hoặc lốm đốm với các mảng màu xanh và tím. Trong trường hợp này, bạn hãy đắp chăn cho người thân để giúp họ giữ ấm cơ thể. Trong những giờ cuối cùng của cuộc đời, người thân của bạn cũng sẽ gặp khó khăn hơn khi giao tiếp với thế giới xung quanh. Họ có thể không nhìn thấy bạn và không phản hồi khi bạn cố gắng giao tiếp với họ. Tuy nhiên, thính giác của họ vẫn có thể còn hoạt động và hiểu bạn ngay cả khi họ không thể trả lời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có bao giờ nằm mơ về những cái chết hay chưa? Đó hẳn là những giấc mơ thật đáng sợ phải không nào? Trên thực tế, giấc mơ về sự chết chóc, về đám tang, tất cả đều chứa đựng ý nghĩa, thậm chí là điềm báo cho cuộc sống và những điều sắp diễn ra trong tương lai. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc tiết lộ trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị theo dõi. Cái chết trong giấc mơ của tôi. Cái chết trong những giấc mơ là điều khiến ta khá choáng và đáng sợ. Như thể đó là một điềm báo về cái chết sắp xảy ra của riêng bạn hoặc một cái chết của một người thân yêu nào đó. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng hay hoảng sợ. Bạn sẽ thực sự chết nếu bạn không thức dậy trước khi bị chết trong giấc mơ đó. Để hiểu rõ điềm báo giấc mơ chết chóc, điều quan trọng là nhìn vào những gì đang xảy ra trong cuộc sống có thể đã gây ra một giấc mơ như vậy. Cái chết có nghĩa là sự khởi đầu mới. Mơ về cái chết của chính bạn tượng trưng cho sự thay đổi nội tâm, một sự lột xác, tự khám phá và phát triển đang xảy ra bên trong bạn hay trong cuộc sống của bạn. Bạn đang trải qua một giai đoạn thay đổi và đang trở nên sáng suốt hơn hoặc nhạy cảm hơn. Cái chết có nghĩa là một phần của bạn đã chết. Ẩn dụ, cái chết có thể được xem như một sự kết thúc hoặc chấm dứt với đời sống cũ của bạn, những thói quen xấu, hành vi tiêu cực hoặc một số khía cạnh khác của bản thân. Vì vậy, chết không có nghĩa là một cái chết thể xác, mà là một kết thúc có hậu của điều gì đó. Trong những giấc mơ, cái chết thường được đại diện bởi một người khác. Vì vậy, nếu bạn mơ thấy một người nào đó đã chết, thì có nghĩa là bạn muốn trấn áp khía cạnh nào đó của mình được đại diện bởi người sắp chết, dù người đại diện đó không còn trong cuộc sống của bạn nữa. Cái chết có nghĩa là một lời cảnh tình. Bản chất đáng sợ và đáng báo động của cái chết của bản thân là một cuộc thức tỉnh điều gì đó. Đó là lúc tâm trí của bạn cố gắng tập trung vào điều gì đó nghiêm trọng trong cuộc sống của bạn. Hãy xem xét những gì bạn thấy trong giấc mơ của bạn và suy nghĩ về một tình huống thật trong cuộc sống của bạn. Đối với một số người, mơ về cái chết của mình có thể là một sự cảnh báo về sức khỏe. Có lẽ bạn sẽ không chỉ một lần đi gặp bác sĩ, hoặc có lẽ bạn cần phải thực hiện một số thay đổi lối sống không lành mạnh. Cái chết có nghĩa là thoát. Giấc mơ mà bạn chết có thể có nghĩa là bạn đang rất cố gắng để thoát khỏi những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày của bạn. Điều này có thể có một số sự căng thẳng, nghĩa vụ trách nhiệm, hoặc có lẽ bạn muốn thoát khỏi một mối quan hệ không hạnh phúc nào đó. Cái chết có nghĩa là đặc điểm còn thiếu. Mơ về cái chết của một người thân yêu cho thấy rằng bạn đang thiếu sót một khía cạnh nào đó hoặc tình cảm dành cho người thân yêu. Hãy tự hỏi mình đã làm những gì đặc biệt cho người này
hoặc những gì bạn thích về họ. Nó là dấu hiệu cho rằng bạn đang lạc lõng trong mối quan hệ hoặc các vấn đề của riêng bạn. Giấc mơ về một người đã chết. Trong giấc mơ của bạn, nhìn thấy hoặc nói chuyện với người đã chết cho thấy rằng bạn đang bị ảnh hưởng bởi những người tiêu cực và bị vây quanh những người xấu. Giấc mơ này cũng có thể là một cách để bạn có thể giải quyết cảm xúc của bạn với những người đã qua đời. Ngoài ra, nếu bạn mơ về một người đã qua đời một thời gian dài trước đây, sau đó nó cho thấy một tình hình hiện nay hay mối quan hệ trong cuộc sống của bạn giống với tình huống của người chết. Giấc mơ có thể phản ánh cách bạn cần để cho hoàn cảnh hay mối quan hệ này chết và kết thúc nó. Nhìn thấy và nói chuyện với cha mẹ của bạn đã chết trong giấc mơ của bạn đại diện cho nỗi sợ hãi của bạn nếu bị mất đi cha mẹ. Giấc mơ của bạn như là một cơ hội cuối cùng để nói lời tạm biệt cuối cùng của bạn với họ. Nhìn thấy anh chị em của bạn đã chết, người thân hay bạn bè trong giấc mơ của bạn cho thấy rằng bạn nhớ họ và đang cố gắng làm sống lại kỷ niệm cũ của bạn đã có với họ, cố gắng để theo kịp với tốc độ của cuộc sống hàng ngày. Thức tỉnh bạn có những giấc mơ có thể là lối thoát duy nhất của bạn trong việc đối mặt với sự mất mát của một người thân yêu nào đó. Điều quan trọng là cần lưu ý rằng mặc dù một người đã qua đời, nó không có nghĩa là mối quan hệ của bạn với họ là đã chết. Mối quan hệ đó chỉ là khác với hiện tại. Những giấc mơ có thể cảnh báo như là một cách để bạn trân trọng và duy trì một mối quan hệ. Người trước khi qua đời thường có những dấu hiệu này cần đặc biệt chú ý. 1. Mắt không thể phản chiếu hình ảnh. 2. Hơi thở bất thường. 3. Chất thải của cơ thể có màu trắng. 4. Đi tiểu thấy mùi chua đặc. 5. Lỗ tai khô héo, thu hẹp. 6. Nhìn thấy sao và trăng giữa ban ngày. 7. Đan điềm xuất hiện mụn đỏ ửng bất ngờ. 8. Huyệt dũng tuyền ấn đường đau đớn vô cùng. 9. Các nếp nhăn trên trán sưng lên đột ngột. Và 10. Giảm nhiệt độ cơ thể. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.